Mời anh ngồi. Anh Nam, anh Nam sao rồi? Chắc là anh đau lắm đúng không? Mấy cái người này ác ghê á, cứ nhắm vô anh mà hại hoài. Nam nói đỡ rồi con. Cảm ơn con với ba con đã tới thăm Nam nha. Anh phước lớn mạng lớn, không sao đâu. Anh vẫn còn phải sống để trả thù những kẻ đã gây ra cho mẹ con anh đau khổ. À, Hạnh, tự nhiên anh nhớ món cháo yến em mang tới lần trước á. Em biết cho nên là em mới nấu đem vô cho anh kìa. Thằng Nam nó yêu con Quỳnh, nhưng gần đây thái độ của thằng bé lại nghiêng về Hạnh. Nó đang tính làm gì vậy? Nó còn nói trả thù. Rốt cuộc thằng Nam đang giấu mình chuyện gì? Tôi sẽ cố gắng giúp cho cậu tìm ra kẻ gây ra chuyện này, cậu yên tâm. Lần trước ông Minh Quang, cái vụ bán dự án là đủ lắm rồi. Còn người này á, tôi cũng đoán ra là ai rồi. Chỉ cần có chứng cứ chính xác thôi, nên không cần nhờ tới ông đâu. Vì tôi sợ người này sẽ làm cho ông khó xử. Lẽ nào Nam đang nói đến vợ mình sao? Bây giờ dù có phải ra đường, mình cũng phải nghĩ cách cứu con chứ anh. Tại sao ông ấy càng ngày càng làm cho mình có cảm giác ông ấy chính là chồng của mình? Anh ba sao vậy? Ba ngồi xuống ghế đi ba. Anh ơi, anh có sao không? Ba có sao không ba? Ba lại đau đầu nữa hả? Những hình ảnh đó lại xuất hiện. Ông đang đóng kịch cho ai xem vậy? Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời có gian khó thăng trầm, ta vươn cao.